Hello, chị có nghe cô nói không nè? Duy có nghe cô nói không Duy ơi? Em chào cô. Ok, ngày hôm qua thì chúng ta đã học tới phần này rồi, nhưng mà chưa có dịch thì hôm nay chúng ta sẽ cùng dịch ha. Thì những cái đáp án ngày hôm qua Duy làm là đúng rồi ha, thì chỉ cần dịch thôi. Thì bây giờ Duy giúp cô dịch cái nguyên cái đoạn này nha. Ok, khúc nào mà không không hiểu thì hỏi lại cô. Cái gì cô, từ lúc là em bị hư loa em chưa nghe. Bây giờ ngày hôm qua chúng ta làm bài mà chúng ta chưa có dịch cái phần mà Diogi ngày hôm qua, cái đoạn mà 1A phần closer look one á, cái phần bài mà mình làm cuối cùng á, thì chúng ta mới làm thôi, chúng ta chưa có dịch. Thì bây giờ Duy giúp cô dịch cái đoạn này ra ha. Rồi, cô nghe nào. Cái chữ đưa là gì cô? Chữ đi là thân mến, thân Ok. gửi ai đó thân mến, ví dụ như là ở đây là đi ốc ghi thì có thể là ốc ghi thân mến, hoặc có thể dịch ra là thân gửi ốc ghi. Ok thân mình. Chúng ta có một thời gian đặc biệt trong Hội An. Rồi, cứ dịch đi rồi lát cô sửa một lần. Bạn có biết nó là một phố cổ Đà Nẵng 30 km trong của Đà Nẵng 30 km của Đà Nẵng. Thời tiết tuyệt tuyệt vời và nhiều nắng và nắng. Sạn của chúng tôi nhỏ nhưng thoải mái. Dịch nhanh lên nào, từ nào không hiểu, không 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 nhớ nghĩa thì hỏi cô. Từ staff Là nhân viên.
Staff là nhân viên. Nhân viên của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi phục vụ. Nhân viên của chúng tôi friendly. Nhân viên phục vụ thân thiện và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi tham quan nhiều nơi ở phố cổ. Cái từ spend ở hàng hàng 11 dòng đầu tiên, hàng 11 câu đầu tiên của chữ spend đó cô. Spend là chi trẻ. Yeah. Chi trẻ. Chi cho một cái gì đó gọi là spend. Dạ. Yeah. Duy kéo giùm cô cái cam xích xuống nha Duy. Dạ. Yeah. We spend a lot of time here. Nguyên cái hàng này. Ok, bây giờ dịch cùng cô ha. Dạ. Rồi. Câu đầu tiên là we are. Có thấy cái màn hình của cô không? Dạ thấy. Rồi, câu đầu tiên là Oggy thân mến, dear Oggy. We are having a fabulous time here in Hội An. Chúng ta đã có đang có một khoảng thời gian tuyệt vời tại Hội An. A fabulous time là một khoảng thời gian tuyệt vời. Ok? Dạ, từ từ để em biết. Dạ rồi. Rồi, tiếp. You know, ở đây kiểu bạn biết đấy. Bạn biết đấy. You know, it's an ancient town. 30 kilometers from Đà Nẵng. 30 kilometers from Đà Nẵng. Bạn biết đấy, đó là một thị trấn cổ cách Đà Nẵng 30 km. 30 km. Đây cô sẽ highlight lên. 30 kilometers from 30 km from. Đây, thấy chưa? Thấy cái màn hình của cô mà đúng không? Yeah. Có nghĩa là khoảng cách, cách cái chỗ đó bao nhiêu km đó. Ở đây là
30 km from Đà Nẵng, có nghĩa là cách Đà Nẵng 30 cây. Ok, thì câu này cô sẽ dịch lại một lần nữa ha. Bạn biết đấy, đó là một thị trấn cổ cách Đà Nẵng 30 km. Ok. Cái gì cô? Em chưa nghe cô nói gì luôn. Đó, 30 km from Đà Dạ. Nẵng là Dạ cách rồi. Đà Nẵng 30 km. Dạ. Ví dụ như cô nói là Hà Nội cách thành phố Hồ Chí Minh thì cô sẽ nói là 1.000 cây, khoảng 1.000 cây, 1.000 km from Hà Nội, có nghĩa là thành phố Hồ Chí Minh nè, cách Dạ. Hà Nội 1.000 cây, kiểu thế. Ok. Rồi, câu tiếp theo là the weather is very warm and sunny. Thời tiết thì ấm áp và nhiều nắng. Our hotel is small but comfortable. Comfortable. Khách sạn của chúng mình nhỏ nhưng thoải mái. Rồi, tiếp câu này. The staff are friendly and helpful. Hồi nãy Duy á, dịch câu này là nhân viên của chúng tôi, nhưng mà đâu có nhân viên của chúng tôi đâu, chỉ là nhân viên thân thiện và tốt bụng. Friendly là thân thiện, helpful là tốt bụng. Hoặc là ở đây thì mình không có dịch là hữu dụng được á, tại vì kiểu cũng là nhân viên cho nên là chúng ta sẽ dịch sang một chút xíu là kiểu giúp đỡ, tốt bụng. Dạ. Ok chưa? Dạ, chưa. Em biết được. Bây giờ xong mình nói cô. Dạ, giúp đỡ tốt bụng mà cô. Ừ. Dạ. Xong rồi cô ạ. Rồi. We have seen most of signs of the town. Signs ở đây là nhớ nó là gì không? Học rồi mà đúng không? Sai. Là gì? Cảnh tham quan cảnh. Size là cảnh quan. À, tham quan. Cảnh quan. Cảnh á. Tham. Cảnh vật á. Dạ 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 dạ. Tham quan. Ừ. Cảnh quan. We have seen most of signs of the town. Có nghĩa là chúng mình đã ngắm hầu hết các cảnh quan của thị trấn. Most of the signs, hầu hết tất cả các cảnh quan of the town, của thị trấn. Ok. Dạ, chúng tôi đã ngắm hầu hết các cảnh quan ở thị trấn đúng không cô? Ừ. Dạ rồi. Ok, tiếp ha. The street life here is fascinating. Cuộc sống đường phố ở đây thì hấp dẫn. Street life thì kiểu ngoài đường á. Cuộc sống đường phố là cuộc kiểu khi mà đi chơi, đi dọc đường rồi kia và người ta thấy cảm thấy thích thú thì người ta sẽ nói là the street life here is fascinating. Dạ. Để em viết mấy từ vụn như vậy đó. The street thú của cô. The street life là thích thú của cô. The street, street là gì nào? Street. Street là con đường. Dạ con đường. Life là đời sống. Thì street life ở đây là
đời sống đường phố hoặc là cuộc sống đường phố. Dạ dạ. Ok. Dạ. Đời sống đường phố. Nào xong nói cô nha. Dạ vâng. Hải quan ở thị trấn. Đời sống đường phố ở đây rất hấp dẫn đó cô. Ừ. Dạ. Xong rồi cô ạ. Ok, chúng ta tới cái câu tiếp theo là we have spent a lot of time wandering around and looking at the historic temple bridges and houses. Ok, chúng ta sẽ đi từ từ ha. Dạ. We have spent a lot of time. Chúng mình đã dành rất nhiều thời gian wandering around. Wandering around là gì? Duy có đoán được không? Đi dạo cô. Ừ, dạo quanh. Chờ đi dạo. Okay. And looking at the historic temples, và ngắm các đền thờ lịch sử. Bridges and houses, ngắm các đền thờ lịch sử, những cây cầu và cả nhà cửa. Bridges là cây cầu, những cây cầu. Xong chưa nào? Dạ, chưa cô ạ. Lẹ lên nha. Dạ vâng. Dạ quan. Dạ rồi cô. Ok, chúng ta sẽ qua tới câu tiếp theo. We've also bought a lot of local souvenirs, crafts, and clothing. Rồi, câu này. Chúng mình cũng đã mua rất nhiều local souvenir, hàng thủ công và quần áo địa phương. Thì ở đây chúng ta có thể dịch là, nguyên cái câu này có thể dịch là chúng mình cũng đã mua rất nhiều những đồ lưu niệm, hàng thủ công và quần áo địa phương. Ok. Thì souvenirs là đồ lưu niệm, crafts là hàng thủ công, clothing là quần áo. Local ở đây có nghĩa là gì Duy? Địa phương ạ. Hàng thủ công và quần áo không cô? Hàng thủ công và quần áo, clothing là quần áo. Rồi cô ạ, xong rồi cô ạ.
Okay. Đó, tiếp. Câu tiếp theo là well, the street food in Hội An is delicious and affordable. Well, ở đây nó giống như là kiểu vậy. Well, người ta hay dùng cái từ well để mà cũng là một cái cách biểu cảm là kiểu vậy. The street food in Hội An, ẩm thực đường phố ở Hội An, is delicious and affordable, rất ngon và phải chăng, giá cả phải chăng á. Affordable là giá cả phải chăng. Cô à, ẩm thực đường phố Hội An ngon và giá cả phải chăng của cô? Là giá cả phải chăng. Dạ rồi cô. Và chúng ta sẽ tiếp tới câu tiếp theo. I wish you could be here with us. I wish you could be here with us. Tự dịch câu này có gì? Tôi ước bạn. Tôi ước bạn. Tôi ước bạn ở đây với chúng tôi. Tôi mong là tôi mong hoặc là tôi ước là bạn có thể ở đây với chúng tôi, với chúng mình. I wish you could be here with us. Okay. Rồi câu cuối, hai câu cuối là anyway, I hope things are good with you. Là anyway là kiểu này hoặc là dù sao chăng nữa, dẫu vậy. Okay. Cái bạn phía của cô thì nó không đánh được tiếng Việt á, cho nên là chịu khó. Dạ vâng. Dạ. Là dẫu vậy. Anyway, dù sao chăng nữa, I hope things are good with you. Có nghĩa là hy vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn. Okay, I hope things are good with you. Lots of love, Jack. Thân ái, Jack. Hoặc là yêu nhiều, Jack. Hay chưa? Rồi bây giờ cô sẽ để cho cái bản dịch ở đây để mà coi lại nè. Nốt cái gì vô thì nốt. Bây giờ là 7:55, 7:57 là cô sẽ qua phần khác nha. Dạ vâng. Đã xong rồi cô. Ok, mình sẽ qua tới phần tiếp theo. Thì phần tiếp theo là ở trong sách của mình. Đâu rồi ta? Bài B đúng không cô? Đúng, bài B. Hôm qua về nhà có làm chưa?
Dạ rồi. Rồi bây giờ đọc cho cô nghe. Ở bài B là gạch chân. Những cái tính từ ở ở trong bức thư, tất cả các tính từ ở trong bức thư. Rồi bây giờ đọc từ trên xuống dưới cho cô, từ nào là tính từ. À, cô cho em hỏi câu nha cô. Ừ. Tính từ là sao cô? Tính từ là adjective. Dạ em biết nhưng mà kiểu, kiểu nó nghĩa như nào cô mới gọi là tính từ. Tính từ ở đây là những từ mang tính miêu tả. Từ từ nha. Dạ. Ok, tính từ nói sao cho dễ hiểu ta, đợi xíu. Tính từ là những cái từ mà dùng để chỉ tính chất, tính cách, màu sắc, trạng thái, mức độ hay là phạm vi, miêu tả những cái đặc điểm, tính chất của sự vật và hoạt động gì đó gọi là tính từ. Ví dụ mắc, rẻ, vui, buồn, các thứ như vậy gọi là tính từ. Ok. Dạ. Hiểu chưa nào? Dạ rồi. Rồi bây giờ đọc cho cô nghe tất cả cái tính từ nha. Có cần thời gian không? Dạ có, tại vì bài này em không hiểu tính từ là gì nên em không làm. Ok, rồi bây giờ biết tính từ là gì chưa? Bây giờ cô làm mẫu ha. Ví dụ như là từ đầu tiên là fabulous. Fabulous là tính từ. Ok. Hiểu chưa nào? Ừ? Fabulous là tuyệt vời. Ủa, cái từ này hôm bữa chưa học hả? Dạ, học rồi. Tuyệt vời, tuyệt diệu. Ừ. Fabulous là tính từ. Mai mốt để mà để nhận biết, dễ nhận biết tính từ hay động từ hay danh từ á, thì Duy lúc mà ghi bài check nốt vô nó là tính từ, động từ hay tính hay là danh từ để mà mình nhớ luôn. Biết nó sẽ có những cái công thức mà nhìn vô cái là biết tính từ, nhưng mà tốt nhất là mình vẫn nên học cái từ đó là tính từ luôn. Ok. Rồi bây giờ là 8 giờ. Cô sẽ cho 3 phút để làm bài này, 8 giờ 3 phút ha. Rồi, Dạ. Làm đi. Em tìm thêm mà có hai từ rồi cô. Nhiều nha, trong bài này nhiều. Kể cả những cái từ mà nãy giờ mình ngày hôm qua mình điền vô cũng cũng có là tính từ luôn. Gạch chân hết những tính từ từ đầu đến cuối. Nha, còn 2 phút. Coi cho kỹ vô nha. Dạ.
hay xong như nào? Số nha. Dạ. Rồi bây giờ con sẽ đọc tín từ đầu tiên. À, thôi bây giờ Duy đọc đi. Duy đọc tất cả các tín từ cô nghe nè. Dạ được cô là fabulous. Small. Good. Cái gì? Cái đọc lại giùm cô nào. Fabulous. Dạ, small. Small. Dạ. Good. Fabulous. Từ từ để cô take note lại cái nào mà Duy đọc rồi, cái này Duy chưa đọc nha, đợi cô xíu. Fabulous. Small. Rồi gì nữa? À, còn từ này nữa mẹ em đang tìm. Affordable. Dạ chắc chắn. Cái gì, cái gì, cái gì? Cái từ affordable. Comfortable. Dạ. Comfortable. Hôm qua chị đọc rồi mà. Giá cả phải chăng luôn. Ừ? Cái từ mà giá cả phải chăng. Affordable. Afford. Affordable. Affordable. Yeah, affordable. Right. Okay. Những từ cô tìm được là những từ sau đây: fabulous, yeah. Ancient. Ancient là một tính từ luôn. Nó là cổ hả? Cổ kính là tính từ. Ancient town from 30 cây đó, from Đà Nẵng. Ancient. À, dạ vâng. Ok. Dạ. Rồi, warm. Ấm áp. Dạ. Khác là tính từ. Sunny. Sunny, nhiều nắng là tính từ. Small. Small là tính từ. Dạ. Comfortable là tính từ. Thoải mái. Friendly là tính từ. Dạ. Helpful là tính từ. Fascinating là tính từ. Historic là tính từ. Kịp không nào? Local là tính từ. Delicious là tính từ. Local. Delicious. Local là tính từ luôn nha. Địa phương. Ý là nó là tính từ trong tiếng Anh. Dạ. Ừ. Nãy em nhìn ra những danh từ đi em không ghi. Đây là những từ cô tìm được. Thấy chưa? Thấy cái trên màn hình chưa nào? Đã rồi. Rồi, bây giờ kiểm tra lại coi nãy giờ gạch có thiếu cái chữ nào không thì gạch vô lại. Thiếu 9 từ. Vậy nguyên cái ô ở trên là tính từ hết đúng không cô? Ừ? Nguyên cái ô từ vựng ở trên là tính từ hết. Ừ đúng rồi, nguyên cái ô từ vựng ở trên là tính từ hết. Rồi xong rồi cô ạ. Rồi ok, chúng ta sẽ tới cái bài thứ 2. Là which of following adjectives describe city life? Những cái từ nào ở dưới đây miêu tả được cái city life, đời sống, cuộc sống ở thành phố? Thì bây giờ cô cho một phút nhìn qua hết tất cả các từ. Hết tất cả các từ luôn, từ nào không hiểu thì hỏi cô trước khi mà làm bài ha. Rồi, nhìn đi. Cái từ... Để em xem là có em là học. Cái từ street food.
Đau nhỉ. Stressful. Stressful. Stress. Stressful. Ừ. Là căng thẳng. Dạ. Cô share cái màn hình, cô share cái tiếng luôn để có gì cô bật tiếng cho nghe. Rồi. Stressful. Stressful. Nghe chưa? Stressful. Ừ. Rồi tiếp từ nào nữa. Cái từ cosmopolitan. Rồi cái từ đó là khắp thế giới. Khắp thế giới. Cosmopolitan. 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 Lại nha. Cosmopolitan. Đó. Cosmopolitan. Cosmopolitan. Đọc lại cho cô nào. Cosmopolitan. 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 Là khắp thế giới. Dạ. Nó bằng nghĩa với từ worldwide á. Biết chữ worldwide không? Không. Thôi bỏ. Rồi, Sky ơi, rồi từ nào? Populous, biết không nào? Populous. Là biết. Là biết hết rồi đúng không? Có từ nào chưa biết không? Còn một từ ở đằng dưới cái từ cosmopolitan nữa cô. Cái từ unemployed. Unemployed. Thất nghiệp. Dạ. Đọc lại cho cô từ đó nào. Unemployed. 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 Thất nghiệp. Rồi còn từ nào nữa không? Nói không một cái là cô không có giải đáp thắc mắc cho từ nào chưa hiểu đâu nha. Từ nào không hiểu thì hỏi liền. Dạ, dạ vâng. Cái từ exhausted đó cô. Exhausted. More than. Exhausted. Đọc lại nào. Exhausted. Exhausted. Lại cô không nghe rõ. Exhausted. 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 Oh, đọc nhanh lên. Exhausted. Exhausted. Nhanh hơn nữa. Exhausted. Exhausted. Đây. Nghe nha. Exhausted. 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 Đừng có do quá. Đừng có do quá. Exhausted. 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 Okay. Better. Exhausted. Exhausted. Rồi, okay. Là mệt mỏi. Đuối. Tính từ. Cái từ mệt mỏi này nó khác với lại cái từ tired. Ở một chỗ, exhausted là người ta làm việc rất là nhiều, người ta bị mất sức rất là nhiều so với lại cái từ tired. Tired giống như là mệt bình thường thôi, còn exhausted giống như là người ta kiểu người ta rất là mệt luôn rồi, very tired. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Nhớ take note vô phần đó. Dạ rồi.
còn không? Dạ hết rồi đấy cô ạ. Dạ vâng. Cô sẽ cho 2 phút làm bài này ha. Đánh tích vào những cái tính từ mà nó mô tả cuộc sống ở thành phố. Ok, là những cái mà ở thành phố nó sẽ có. Rồi, dạ. Phút bắt đầu. Xong chưa nào? Dạ chưa. Rồi thêm 2 phút nữa nha. 1 phút nữa thôi. Xong rồi cô. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng sửa với đáp án của cô ha. Đáp án của Duy là có từ nào nè? Đáp án của em là có từ stressful. Popular. Stressful. Đọc lại nè. Stressful. Stressful. Popular. Populous. Yeah. Exciting. Exciting. Tiếp. Những từ ô nhiễm cô. Polluted. Rồi. Tiếp ha. Cosmopolitan. Khắp thế giới. Dạ. Ok, tiếp. Bus. Từ bạn. Cái từ busy á cô. Busy. Dạ. Busy. Rồi cô. Annoying.
Annoying. Là annoying. Okay. Modern. Modern. Fashionable. Fashionable. Modern. 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 Mm. Fashionable. 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 Mm. Rồi bây giờ cùng check lại với đáp án của cô ha. Cô có stressful, căng thẳng, populous, đông dân, exciting, thú vị, polluted, ô nhiễm, cosmopolitan, his unemployed, unemployed. Bởi vì thường những cái thành phố lớn cái tỷ lệ thất nghiệp của nó khá cao, cho nên là cô sẽ chọn unemployed. Ok. Yeah. Busy, yeah. Tấp nập, annoying, gây khó chịu, forbidden, bị cấm. Có nghĩa là có những cái người ta sẽ bị cấm cản nhiều hơn. Nhưng mà cái này là ý của cô thôi. Nhưng mà cô nghĩ là có thể là cũng không có bị cấm gì nhiều so với lại rural, không phải city. Ok. Exalted. Exalted. Bởi vì người thành phố làm việc rất là nhiều, cho nên người ta sẽ cảm thấy khá là mệt mỏi, khá là bị kiệt sức. Modern, hiện đại, đúng. Downtown, trung tâm thành phố. Downtown là nhất định phải có nha. Fashionable, thời trang. Ok, đó là đáp án của cô. Dạ, xong rồi cô. Rồi. Chúng ta sẽ qua tới bài 3. Put a suitable adjective from activity 2 in each blank. Hãy đặt một tính từ phù hợp từ bài số 2 vào những chỗ trống sau đây. Ví dụ như là she lives in one of the most parts of the city. There are a lot of luxury shops there. Thì ở đây cô sẽ chọn là fashionable. Biết tại sao cô chọn fashionable không? Tại vì khi mà dịch ra là cô ấy sống ở trong một khu vực rất là thời thượng của thành phố, có rất nhiều cửa hàng sang trọng ở đó. Yeah. Đó, chúng ta sẽ lấy những một trong những cái tính từ ở activity thứ 2 và bỏ xuống activity 3. Thì cô sẽ cho bài này làm 5 phút kịp không? 5 phút được không? Được. Ừ, rồi, 5 phút làm bài này ha. Bây giờ là 8:21, 8:26, sửa bài này ha. Ok. Dạ. Ủa cô, nãy cô đọc chữ busy là tấp nập của cô. Ừ, busy là bận rộn, tấp nập. Dạ vâng. Thank you.
Okay, you now. Dạ rồi cô ạ. Rồi, okay. Bây giờ đọc từng câu với cái đáp án từ câu số 2 trở đi. Đọc cả nguyên câu cộng đáp án cho cô ha. Cứ đọc hết đi rồi cô sửa một lần. Dạ vâng. Cô là thật là phiền những con đường. Đọc tiếng Anh, đọc tiếng Anh, đọc tiếng Anh. How annoying the grass are growing. And I'm stuck in a traffic jam. Xong rồi cô đọc, ý là đọc hết luôn á, đọc từ câu luôn. Ừ, từ câu 2 đến câu 6 luôn. You can't stop here, paying is. Câu 3 này em không biết làm cô. Câu nào không biết làm thì cứ để đó ra nha, rồi lát cô sửa. This city is very cosmopolitan. There are people here from all over the world. The gallery downtown has Rizola. It happy sun of model. Câu số 6 là nhiêu lọc canal in Hồ Chí Minh City is much dead. Polluted than before. Hết được cô. Ok, bây giờ chúng ta cùng sửa ha. Đầu tiên, câu số 2. How annoying, đúng. How annoying, the roads are crowded and I'm stuck in a traffic jam. Hồi nãy á, Duy đọc là traffic jam. No, traffic jams. Đọc lại cho con này nha. Traffic jam. How annoying. The roads are crowded and I'm stuck in the traffic jam. Rồi, okay, lại. How annoying. The roads are crowded and I'm stuck in a traffic jam. Crowded. Crowding. Rồi, thật là khó chịu. Các con đường thì đông đúc và tôi thì đang kẹt trong những trong làn đường tắc nghẽn giao thông. Đây là cái cách dịch hả? Thật khó chịu. How annoying. Thật khó chịu. Rồi, câu số 3. Câu này không biết làm đúng không? Dạ vâng. You can't stop here. Parking is forbidden. Forbidden. Câu đáp án của cô là forbidden. In this street. Bạn không thể dừng ở đây. Đường này cấm đổ xe. Forbidden là gì? Là cấm. Thì chỉ có một tính từ duy nhất có thể phù hợp thôi. Có nghĩa là
Bạn không có thể đổ xe đây. Vì sao? Vì đường này cấm đổ xe. Ok. Rồi. Lát nữa cô sẽ chiếu lại đáp án cho xem ha, để mà take note vô. Yên tâm. Rồi. Câu số 4. This city is cosmopolitan. There are people here from all over the world. Thành phố này. À, rồi đọc lại cho cô. À khoan, đọc lại cho cô câu số 3 trước đi. Rồi đọc lại cho cô số 4. You can then stop here. Parking is forbidden in this street. Parking. Parking. Rồi đọc lại cho cô nguyên câu nè. You can stop here. Parking is forbidden in this street. Forbidden in this street. In this street. 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 Rồi, okay. Street. Rồi đọc lại cô câu số 4 nha. This city is very cosmopolitan. There are people here from all over the world. All over the world. The world. The world. The world. Có chữ đi, hơi đi đằng dưới á. World. The world. Ừ, đúng rồi, the world. Rồi. Câu này dịch là sao? Câu này dịch là this city is cosmopolitan. Thành phố này very cosmopolitan. Thành phố này rất là được quốc tế hóa. There are people here from all over the world. Có những người khắp thế giới, từ khắp thế giới. Ở đây, trên khắp thế giới ở đây. Ok. Rồi, câu số 5. Câu số 5 hồi nãy Duy làm đáp án là gì cô quên rồi? Modern. 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 Rồi. Câu này ha. The gallery downtown has regular exhibitions of modern art. Rồi đọc lại cho cô câu này. Cái gì cô sau từ là sao? The gallery downtown has regular exhibitions of modern art. Rồi đọc lại cho cô câu này nè. The gallery downtown has regular. 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 Rồi từ cái viết đọc sao cô? Exhibition is exhibition. Ai cô bật cho nghe nhé. Không biết là có nghe được không, để cô share lại cái màn hình. Rồi, nghe nha. Exhibition. Thấy chưa? Exhibition. 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 Rồi. Of modern art. The gallery downtown has regular exhibition. Regular. Đọc bình thường thôi, không có cần nhấn nhá quá mạnh đâu. Regular exhibitions. Exhibition. Of modern art. Art. Rồi, ok. Rồi, câu này dịch là
The gallery downtown, trung tâm mua sắm của khu triển lãm. The gallery downtown, trung tâm mua sắm của khu triển lãm. Từ từ nha. The gallery downtown, trung tâm mua sắm. The gallery dịch sao cho nó hay ta, cô đang sợ cô dịch nó tầm bậy quá. Tại đây con xíu, trung tâm thành phố, khu triển lãm, trung tâm thành phố thường có các triển lãm nghệ thuật hiện đại. Dạ. Khu triển lãm của trung tâm thành phố, khu triển lãm trung tâm thành phố rồi không, của khu triển lãm trung tâm thường có các triển lãm nghệ thuật hiện đại. Rồi trời ơi, thật bắt đầu dựng câu này. Rồi tiếp câu số 6. New Lock Kennel. Kennel là cân, cân á, cái cân á, cái con cân á. In Ho Chi Minh City, in Ho Chi Minh City is much less polluted than before. Kênh Nhiêu Lộc ở thành phố Hồ Chí Minh ít bị ô nhiễm hơn trước. Rồi bây giờ tôi sẽ xíu là cái đáp án. Rồi một phút để check lại đáp án. Đã bán được cô. Cô không thấy hả? Dạ không. Dạ bây giờ mới thấy. Rồi cô xong cô. Xong. Mệt chưa? Dạ. Mệt chưa? Dạ rồi. À, rồi bây giờ mà mình qua cái phần closer look 2 á, thì nó sẽ bị dở dở ương ương, nó hơi còn 20 phút và cô sợ không kịp. Bây giờ cô sẽ lên cái phần mềm, phần mềm mà cái phần mềm gì á, cái phần mềm ở trên lớp, Easy Class, đúng rồi. Cái phần mềm Easy Class cho nghỉ 2 phút đó, trong lúc đợi cô đăng nhập vô cái phần mềm.
Rồi bây giờ cô thử chia sẻ cái màn hình coi là đi thấy không ha. Chúng ta sẽ có một hoạt động khác. À, đó chính là đọc bài. Yay! Chúc mừng Di đã quay vào ô đọc bài ha. Chúng ta sẽ đọc bài gì? Dạ không. Cô không copy cái này ra được á, để mà nó bự hơn cho Duy đọc á. Cô xíu nha, có cách rồi. Rồi nha, đọc đi xong trả lời câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là what is special? What is special? Yes. Đó, mất tiêu. Rồi, câu hỏi đầu tiên. What is special about cái này? Tắt rồi. Rồi. Tuyệt vời. Học thôi nào. 5 phút bắt đầu. Trời ơi, 5 phút một câu này là quá quá nhiều. 2 phút. Ồ, đang 5 phút rồi cô. Thôi, 2 phút thôi, 3 phút. Nhân nhượng cho 3 phút đó. 3 phút bắt đầu để đọc và trả lời câu này. Rồi lát sẽ tap vào câu đáp án sau. Rồi, 3 phút bắt đầu. Có gì đặc biệt ở Venikea? Là một cái địa điểm của Ý. Cô cũng không biết làm sao. Tôi làm đại đi cô ơi. Venice. 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 Dạ, dạ, dạ. Đặc biệt ở Venice là sao? À. Được rồi cô ạ, à, em điền được rồi. Tiền từ chữ Venus đến chữ Italia cô. Cô ơi. Hả? Em điền từ chữ Venus đến chữ Italia. Italy thôi chứ. À là y có Italy. What is special chắc chưa? Tiền gì đúng không? Là rồi. Ủa bây giờ nó không cho cô điền luôn rồi.
Nó không có cho cô điền. Ở đây nè. Not Israel, it's Italy. Rồi. Đi cái này nó rất là lag luôn. Không có cho, không có cho cô bấm cái câu tiếp theo. Rồi nó đứng rồi Vi ơi. Thôi chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm. Tuy nhiên nghỉ sớm thì chúng ta phải đánh đổi. Thì cái sự đánh đổi đó chính là bài tập về nhà. Oh wow, thật là tuyệt vời. Rồi. Đầu tiên là mấy cái từ mà hồi nãy Duy hỏi cô ở trên cái phần activity 2 là có chữ stressful nè, cosmopolitan nè, exhausted, you know, busy, bốn từ, đúng không? Yeah. Chép cho cô bốn cái từ này, mỗi từ ba dòng. Còn một từ chít hơn nữa cô. Từ gì nữa? Từ căng thẳng luôn. Stressful. Thì đó, hồi nãy cô nói stressful nè, cosmopolitan, busy, với lại một từ nữa, exhausted, bốn từ. Take note vô nha. Stressful, cosmopolitan, busy, exhausted. Rồi, bốn cái từ này là chép mỗi từ ba dòng cho cô. Rồi post một cái video đọc cho cô nguyên một cái bài đi ớt ghi này lên luôn. Đọc nhanh, đọc đèn quẹt nha, đọc đúng nha, cô coi đó. Rồi, đó là bài tập về nhà. Nếu mà được á, thì bỏ luôn quyển sách, đừng đọc. Mình nói giống như mình nói vậy á, mình học sao mình hiểu. Mình nói giống như mình nói chuyện vậy đó, hiểu không? Nghe sao nhớ được. Rồi. Rồi đó là bài tập về nhà của ngày hôm nay. Tuần sau thì sẽ qua closer look 2, cho nên là chuẩn bị cho cô bài closer look 2 luôn, phần nào mà biết làm á thì chuẩn bị trước. Hiểu chưa? Còn phần nào mà không biết làm thì vô lớp mình làm sao? Rồi. Trời ơi, hôm nay cho nghỉ sớm 10 phút luôn. Sướng liền. Rồi nhớ nha. Lần sau Duy đăng cô bài lên nhóm rồi hashtag nha. Nó có cái dấu thăng á, 9E1. Dạ. Đăng lên đó cô mới kiểm được, còn gửi cho thầy thì phải gửi cho cô nữa, thì nó hơi mất thời gian xíu, thì đăng lên trên đó thì đỡ. Rồi nha, bye bye, bye, good night, see you next week.